Dạ Thái mến chào quý bà cô chú nha, đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Đó thì hiện nay là Thái đang có mặt tại nhà của anh Trí Thức ở dưới Sóc Trăng với cô chú chị. Thì bây giờ là cái anh Trí Thức đã được đưa về tới nhà nè, đi bằng đường sông nè quý cô chú anh chị. Bên kia luôn kìa anh. Kia luôn. Tại vì cái đường nó khó đi với cho chị nên là không có đi cái đường xe được, nên là phải đi đường sông ha. Mấy đứa nhỏ, mấy đứa con đi vô đi con. Ngày nay dòng họ bà con này đến đây rất là đông với cô chú anh chị. Bây giờ bắt đầu đưa anh Trí Thức về nhà nè.
Đó, bây giờ là bắt đầu đưa anh ấy về lại quê nhà, nơi mà anh ấy sinh ra, quý cô chú anh chị ơi. Đây là con gái của anh Trí Thức đây.
Hiện nay thì gia đình đang nhìn mặt anh Trí Thức với cô chú anh chị. Xót xa quá trời cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ thì gia đình cũng đã xem mặt của anh Trí Hức xong rồi quý cô chú anh chị. Thì bây giờ là bắt đầu là đậy nắp áo quan lại. Thì đây là cái ngôi nhà của ba mẹ của anh Trí Thức. Thì cũng được bên Mặt trận Tổ quốc của ở địa phương và bên chính quyền thì đã cho tặng. Thật sự thì đây là cái ngôi nhà mà cả gia đình của anh Trí Thức, ba mẹ ở dưới đây, anh em dòng họ ở có một cái căn nhà này thôi. Xung quanh thì chỉ có một cái ngôi nhà này thôi quý cô chú anh chị. À, nhiều khi có nhiều cô chú anh chị mình vào xem thì thấy ngôi nhà như vậy thì cứ ngỡ là gia đình của anh Trí Thức khá giả này kia, thì thật sự không phải quý cô chú anh chị. Thật sự thì gia đình cũng rất là khó khăn. Trưa là xe tới ở đây là khoảng mấy giờ? Ở đây à? Xe 12 giờ. Rồi mà cái đây là mình để đây mấy ngày mới chôn anh? Bữa 18
là 18 là bữa nay mới mấy rồi? Bữa nay 15 ha, là lễ thì để 3 ngày nữa ha. Là sáng 18 là chôn ha. Anh đây là cái người trực tiếp từ ở trên Sài Gòn đưa thi thể của anh Phúc về đúng không? Đúng rồi, mình có coi ngày chôn chưa? Có rồi. Ngày 18. Ngày 18. Giờ 9 giờ. 3 bên nữa. 3 ngày nữa ha. Mình ở đây là mình ở ấp nào xã nào anh? Ấp Phước là về xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Không anh nói từ từ lại thôi để cho nhiều bà cô chú người ta biết á, người ta có thể ta đến trực tiếp người ta hâm anh Trí Tức á. Ấp Phước Lợi B. Ấp Phước Lợi B. Ờ, xã Mỹ Phước. Xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú. Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Đó thì có nhiều cô chú anh chị nào mà có thương anh Trí Tức thì có thể là đến trực tiếp tới đây để mà viếng anh ấy đó, chia buồn cùng gia đình. Còn không thì có thể là liên hệ qua anh là anh thứ mấy con anh thứ hai. Anh thứ hai ha. Anh tên gì? Trạng. Anh Trạng nha. Anh có thể là đọc số điện thoại lên để mà có nhiều ông bà cô chú có thể mình liên hệ với mình đó. 033. Dạ. 34. Dạ. 7349. 033. Ừ. 444. 7349. 7349. Dạ. Đó, thì đây là số của anh Trạng ha. Là anh của anh hai của anh Thức. Rồi cảm ơn anh nhiều đi anh Thức ơi. Anh Trạng ơi. Dạ, dạ. Ở đây thì vòng vòng đây toàn là cây cối thôi quý cô chú anh chị. Để hai quay toàn cảnh cái nhà thì chỉ có dọn dẹp như vậy thôi. Đấy. Thì vừa qua thì Thái cũng đã cập nhật ở dưới Sóc Trăng, nơi mà cái ngôi nhà mà anh Trí Thức đã được sinh ra và lớn lên. Địa chỉ và số điện thoại của người nhà thì Thái cũng đã đọc lên cho quý cô chú anh chị mình biết. Nếu mà cô chú anh chị nào có yêu thương muốn giúp đỡ cho gia đình thì cứ liên hệ trực tiếp với gia đình, là số của anh Trạng, là anh hai của anh Thức. Và Thái cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này, cũng như là cho Thái xin một like, một chia sẻ, cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho Thái để mà chia sẻ nhiều cái hoàn cảnh hơn nữa nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ thì Thái xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở video sau ạ. Bye bye tất cả mọi người nha.